Hello, động cơ ô tô Thịnh xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc nhá. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn khỏe, công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài, gặp nhiều may mắn nha anh em nhá. Hiện tại em đang ở cơ sở 2 của em. Lâu lâu không bán máy cơ giới anh em ạ. Thì hôm nay lại có một đơn hàng con máy cơ giới cho một anh giai ở trong trong Cà Mau cơ. Trần Văn Thời, Cà Mau. Anh giai có xem trên mạng và biết đến cơ sở của em thì anh ấy bảo là con máy Kobe SK07 của anh nó bị hỏng. Máy đó là máy 6D34 này. Thì anh muốn mua máy đẹp. Em cơ sở em có máy không? Thì em có 3 con máy, vừa về 3 con máy, đều máy đều đẹp hết. Thì sau khi em gửi thì anh ấy đã chốt mua con máy 6D34 này. Con này là con máy rất là đẹp, rất là mới nhá anh nhá. Thì đây là con 6D34 mà lắp trên con SK07 cho anh giai ở Trần Văn Thời, anh Việt, anh ấy ở Cà Mau nhá anh nhá. Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ấy. Em Cà Mau là cái tỉnh mà em cũng rất là có duyên với anh em tỉnh Cà Mau vì em bán rất nhiều máy về đấy, cả máy lớn máy nhỏ. Thì anh ấy có con máy cơ giới, anh ấy cần mua máy về để thay vào con máy của mình. Thì đây là con máy 6 Mitsubishi 6D34 nhá. Mà đã chọn con máy, con này là thực sự là lâu lắm rồi mới nhìn thấy một siêu phẩm như thế này anh em ạ. Nó quá đẹp và mới nha. Thì con máy này nó đẹp mới ở đâu em sẽ quay cho tất cả mọi người và anh em cùng xem nhá. Đây, một con máy mới không anh em nhìn kìa. Cái bô xả OE xả nó còn trắng tinh này. Đây, dây co dầu trắng tinh này anh em ơi. Chưa có một con ốc nào động chạm, chưa có dấu mỏ nhá. Tất cả mặt máy này, mặt quy lát nguyên zin này, mặt quy lát xanh lét này. Đây anh em xem này. Đây là 20 giờ lốc xanh lét này, máy nó mới không? Bơm mà trắng tinh này anh em ơi, bơm kim trắng tinh này. Mới quá. Đây à. Đây à, tất cả sao không? Mới thế nhỉ? Đây 20 giờ lốc này. Dâu dòng đáy tắc te nguyên zin chưa mở ra bao giờ nhá anh em nhá. Bơm trắng tinh. Máy nó chạy cực ít luôn. Thế một cái bô e xả nó mới được trắng như thế này anh em ạ. Nó mới được trắng như thế này. Đây. Mới thế nhỉ? Đây nhá anh em nhá. Tất cả mặt trước và sau vào đến nơi nhá. Anh Việt mà kiểm tra máy bảo là em ơi máy này không còn zin nữa. Em Hưng xin hoàn trả lại tiền, trả máy về nhá. Máy nó còn zin đét luôn. Chưa có một con đâu là động chạm, chưa mất dấu nha, xanh lét này anh em ơi. Xanh lét luôn này anh em ơi. Máy quá đẹp quá mới luôn. Đây. Mới thế nhờ. Đây hai bên giày lốc này xanh lét, mới lắm anh em ạ. Kinh điển luôn. Ơi, cái bô e xả turbo nguyên zin nhá, turbo nguyên zin mặt máy này xanh lét này anh em ơi. Máy nó chạy cực ít. Giá trị sử dụng nó còn rất là cao nhá. Đây, quay một vòng để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đây, bô e. Đây, mới quá anh em ơi. Quá đẹp và rực rỡ cho một con máy cơ giới. Máy này là bây giờ em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của nó nha. Con này lòng của nó là 1.04, vòng tua của nó là 2.001. Máy cơ giới này vòng tua bao giờ nó cũng rất là chậm. Vòng tua rất là chậm nhưng và mã lực của nó là 160 PS nhưng khi mà anh em mà mở vòng tua cho nó lớn hơn đấy, mở vòng tua ra và mở cái đít heo ra một tí nữa thì để cho nó vòng tua nó cực đại là nó lớn nhất là có thể là nó lên vòng tua 2.400, 2.500 và mã lực của nó sẽ đạt cực đại là khoảng 190 đến 195 PS nhá anh em nhá. Hình thức bên ngoài của con máy zin này quá đẹp rồi. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test lỗ để đăng lên trên kênh bán hàng nhá anh em ơi. Lỗ em ơi. Ôi xinh. À bó. À Linh. Mới quá anh em ạ. Siêu phẩm của những siêu phẩm luôn nhá. Kinh điển luôn. Em du luôn. Quá em. Em du luôn. Mitsubishi 6D34 nhá. Rực rỡ luôn. Anh ơi.
Turbo em tháo máy ra đây nha. Nếu mà anh không lấy thì gửi ra cho em nhé. Em bán Turbo em quá vất vả với các anh rồi. Bây giờ gửi vào các anh nhận được thế này thế nọ thôi. Sao lại làm? Anh sờ xem nó Turbo nó phải có đồ dơ thì nó mới chạy được. Chứ bây giờ anh bảo là nó xít này làm sao nó chạy được anh? Sao lại cò cánh? Cò cánh kiểu gì anh? Sao anh gửi qua Zalo xem. Quá em. Là nghe máy cơ giới nó nổ phê thật anh em ạ. Phê quá anh em ạ. Êm du luôn. Mà cái cảm giác cái lực của nó khỏe anh em. Lực nó khỏe. Máy thì máy như mới anh em ạ. Đây lốc liếc xanh lét. Cơ giới đấy. Em sẽ đăng video lên kênh nhá. Nếu mà anh em có xem được video ấy thì mong anh em hãy cho em những cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá. Xem nó có đẹp đúng như lời em nói không. Và anh em nào đang có loại động các loại động cơ, máy cơ giới, máy múc, máy đào, máy cung trình ấy của anh em đang bị hỏng hóc, cần thay máy ấy, cần mua máy gì anh em cứ chụp ảnh gửi mẫu cái món cái con máy mình muốn mua qua Zalo cho em, hoặc là anh em các loại động cơ xe tải, xe thùng, xe ben, xe khách, xe đầu kéo, máy múc đó là các loại xe đầu kéo của anh em, động cơ xe tải bị hỏng ấy, anh em cần thay máy cũng liên hệ cho em nhá, hoặc là các loại động cơ mua và các loại động cơ hút cát này, tàu thuyền ra biển đánh cá bị hỏng hóc này, bên em cũng có hết nhá anh em nhá. Bên em cũng có hết anh em ạ. Anh em cần mua thì cứ liên hệ cho em, hoặc là có nhu cầu đổi từ cầu nhỏ lên cầu to, số nhỏ lên số to, máy nhỏ lên máy to nhá. Hoặc là mua các loại động cơ về lắp ghe xuồng này, tưới tiêu này, phát điện này. Đấy, anh em mà cần tư vấn gì cứ gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại của em, hoặc là nhắn tin qua Zalo hai số điện thoại của em nhá. Em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người. Và cái điều thứ hai nữa là nếu mà máy móc cầu cống số má của anh em mà nó chưa nhiều ấy, chưa đến mức phải thay cả một con máy, cả một cây cầu, cả một hộp số ấy, anh em cần mua cái đồ vặt gì về để lắp đặt thay thế như lốc, trục, quy lát, bơm kim, turbo, đề phát hay là bánh răng cầu, bánh răng số, mà những cái chỗ những cái đồ đấy ở cơ sở rồi, ở những cái cơ sở gần anh em, như là những cái cơ sở đồ mới, đồ cũ ở gần anh em nó không có bán ấy, anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu cái món đồ mình muốn mua qua Zalo cho em. Em có mẫu là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được, vì trong những ngày tháng qua ấy em bán được rất là nhiều đôi đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn nhá. Bán cái đồ vặt nó không là lãi bao tiền đâu anh em ạ, nó chỉ giúp em quảng bá cái cơ sở của mình thôi, sau này sẽ có nhiều người biết đến cơ sở của mình hơn. Nếu mà sau này anh em này hay là bạn bè của anh em có nhu cầu mua máy móc cầu cống số má gì thì chắc chắn là mọi người sẽ nhớ đến mình và ủng hộ cho mình. Vì thế mà có những lúc anh em nhờ em mua cái con ốc hay là cái dây cu loa cánh quạt thôi, vài chục nghìn thôi, em vẫn cứ hộ anh em hết, không có gì đó là vô nghĩa cả anh em ạ. Và một cái điều thứ ba nữa là nếu mà anh em có mua hàng trên mạng nhá, lưu ý là tìm hiểu thật kỹ cơ sở nào, người ta có cơ sở đàng hoàng này, cơ sở lớn này, làm ăn uy tín này, thì anh em hãng chuyển cọc mua máy nhá, đừng có vì hám rẻ rồi chuyển tiền cọc cho những người ta không có cơ sở đàng hoàng, làm ăn không uy tín rồi bị người ta lừa mất tiền cọc nhiều lắm nhá anh em nhá. Lưu ý điều đấy. Như vậy là cái đơn hàng siêu phẩm con máy Mitsubishi 6D34 lắp trên cho anh Việt ở trong Trần Văn Thời, Cà Mau, mua về lắp trên con SK07 đã xong. Xin chân thành gửi lời cảm ơn anh. Chúc anh mua siêu phẩm 6D34 này về dùng thật bền, dùng thật tốt nhá. Máy còn nguyên zin hết. Mong sao nó mang lại cái giá trị tốt nhất đến cho anh. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở nhá. Chúc anh về dùng bền. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Chúc cho mọi người thật nhiều may mắn nhá. Động cơ ô tô Thịnh, uy tín, tạo lên thương hiệu nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video con máy tiếp theo nhá anh em nhá. Quá đẹp.